Năm 2023, công tác giải ngân đầu tư công của tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hạn chế mà sở kế hoạch và đầu tư đã chỉ ra như năng lực nhà thầu, công tác giải phóng mặt bằng và v.v. Để công tác giải ngân đầu tư công năm 2024 hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra. Sự kế hoạch và đầu tư yêu cầu các chủ đầu tư chú trọng đến việc kiểm soát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng, đảm bảo đủ số lượng chỉ huy trưởng, kỹ thuật, nhân công phù hợp để thi công các gói thầu, không để xảy ra trường hợp không bố trí đủ nhân lực thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Các chủ đầu tư phải có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, hàng tháng so sánh kết quả giải ngân thực tế và cam kết để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công. Theo các chủ đầu tư, theo quy định của luật đấu thầu, chủ đầu tư có quyền xử phạt nghiêm các nhà thầu vi phạm như chậm tiến độ thi công, thi công kéo dài. Khi xử phạt nhà thầu, chủ đầu tư sẽ đưa việc xử phạt lên hệ thống đấu thầu toàn quốc, hậu quả là nhà thầu bị cấm tham gia dự thầu trong một thời gian. Trước yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với công tác giải ngân đầu tư công năm 2024, các chủ đầu tư cũng nên xem xét đến việc sử dụng biện pháp này để xử lý các nhà thầu thi công cố tình chây ý